Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép nằm chậu C12. Cây này bộ tàn khá đẹp, củ tròn đều nha cô chú anh chị mình. Đó, cây đang nằm chậu C12. Cây này ghép mặt hoa là dạ thảo nha cô chú anh chị mình. Hoa dạ thảo thì bông cánh đơn nhưng mà bông rất là gộ. Đây là bộ củ, bộ tàn cây này khá là đẹp luôn á. Về cô chú anh chị mình trưng Tết là bao đẹp nha. C12 cây khá là già rồi, cây này có bộ tàn phân chi rất là đều luôn nha. Cái mắt ghép rất là lâu rồi nè, nó cái mắt ghép nó còn bự hơn cái nhánh luôn. Đó, nó đã ăn liền với cái nhánh rồi ha. Rồi, cây này hồi đó con cắt tính là chiếc nhánh nhưng mà cái quên á, cho nên nó xù ra gì nè cô chú anh chị mình, mà cái thân ở dưới nó nhỏ hơn cái mắt ghép luôn, cái mắt ghép nó bự hơn cái thân luôn. Đó, lâu lắm lâu rồi cây này. Do hồi đó cắt tính chiếc mà cái quên cái nó cũng nó xù ra gì đó. Cây này đẹp lắm luôn á. Bộ tàn nó xum xê ha cô chú anh chị mình, để cho cô chú anh chị mình xem lại cái bộ tàn nha. Củ khá là già luôn. Bộ tàn quá trời đẹp luôn. Rồi cây này con bán với giá là 250.000, phí ship bên người mua trả nha cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Và đó cũng là số Zalo của con. Cô chú anh chị nào yêu mến thì cứ kết bạn Zalo, mình thích cái cây nào thì liên hệ với con nha. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.